xin chào cả nhà hôm nay đã đến với kênh của mình cả nhà ơi hôm nay mình chia sẻ với cả nhà cách làm rau câu dừa màu hoa đậu biếc nha cả nhà cách làm như thế nào để có một món rau câu dừa hoa đậu biếc thật ngon mời cả nhà hãy cùng vào bếp với mình ở đây mình có hai trái dừa tươi hai gói rau câu dừa hai ống vani 200 ml nước hoa đậu biếc 400g đường cát và 500ml nước cốt dừa Bây giờ mình sẽ cho nước dừa ra một cái thao Khi mua dừa mình nên chọn những trái dừa có cơm dừa như thế này nè cả nhà để mình lấy phần cơm dừa và thứ hai là để cho nước dừa nó ngọt thanh và không bị chua nha Nếu mình sử dụng dừa non thì khi mình làm xong á phần rau câu của mình sẽ bị chua và không ngon nha cả nhà tiếp theo thì mình dùng muỗng mình nạo cái phần cơm dừa này ra nha cả nhà mình chỉ lấy phần cơm dừa của một trái dừa thôi là đủ rồi cả nhà mình dùng một cái dao nhỏ và mình sẽ gọt sạch cái phần cơm dừa này Và bây giờ mình sẽ sắc nhuyễn cái phần cơm dừa này ra nha cả nhà. Mình sắc thành những sợi thật là nhuyễn nha. Đây là một gói rau câu dừa có trọng lượng là 10 g. Bây giờ mình sẽ cắt gói rau câu này ra và mình sẽ đổ rau câu ra chén nha. Gói rau câu này thì mình sẽ chia thành hai phần nha cả nhà. Ở đây mình có hai phần đường cát phần đường này là 300g và một phần đường trong chén là 100g bây giờ mình sẽ sử dụng một muỗng rau câu một muỗng rau câu này thì tương đương 5g nha cả nhà mình sẽ trộn cho đều vào đường nha muỗng rau câu còn lại mình sẽ cho vào trong cái phần đường 300g này và mình cũng cho luôn cái bịch rau câu thứ hai vào trong cái phần đường 300g này và mình cũng sẽ trộn đều lên mình sẽ sử dụng một cái gây để mà mình lọc cái phần nước dừa này nha cả nhà mình sẽ lọc vào trong một cái ca mình rót bớt nước dừa ra mình sẽ lấy đúng một lít nước dừa tươi thôi và mình sẽ cho 200 ml nước hoa đậu biếc vào chung luôn nè thêm 300 ml nước lọc tổng cộng mình có một lít rưỡi vừa nước dừa nước hoa đậu biếc và nước lọc mình cho hết vào trong một cái nồi tiếp theo mình sẽ cho cái phần 300g đường trộn 15g rau tật câu này vào trong nồi nước và mình sẽ khuấy đều cho nó tan ra nha cả nhà chuẩn bị một cái nồi khác và mình sẽ cho 500ml nước cốt dừa vào trong nồi đây là nước cốt dừa đậm đặc nha cả nhà do mình để vào trong tủ lạnh đó để mà mình lấy cái phần nước cốt vừa đậm đặc bên trên á cho nên nó bị vón cục một chút ha bây giờ mình sẽ cho cái phần đường 100g đường và 5g rau câu vào trong cái nồi nước cốt dừa của mình nha sau khi để cho rau câu nghỉ được 10 phút thì bây giờ mình bắt rau câu lên bếp mình liên tục khuấy như vậy cho đến khi nào nồi rau câu của mình sôi lên nha cả nhà khi nồi rau câu của mình sôi bừng lên mình khuấy thêm khoảng một phút nữa thì mình tắt bếp và sau khi tắt bếp mình sẽ cho ống vani vào trong nồi rau câu Và mình cũng sẽ khuấy đều lên một lần nữa Mình đã chuẩn bị 12 cái ly như vậy để mình đổ rau câu nha cả nhà Bây giờ thì mình sẽ gắp cơm dừa mình cho vào trong những cái ly của mình nha Phần cơm dừa này sau khi mình sắc sợi xong rồi thì cả nhà nên rửa lại hai ba lần với nước cho nó hết cái nước đục để khi mà mình múc rau câu vào á cả nhà Thì cái nước rau câu của mình nó không có bị đục nha Để chia đều hết phần rau câu này vào trong 12 cái ly này nha Tiếp theo thì mình sẽ bắt cái phần rau câu nước cốt dừa này lên bếp Và mình cũng khuấy cho đến khi nào cái nồi rau câu này sôi bừng lên nha cả nhà sau khi nồi rau câu sôi bừng lên được một phút, thì mình tắt bếp và mình cũng cho ống hoa ni vào khuấy đều lên. Quay trở lại với những ly rau câu của mình, mình dùng một cái muỗng nè, mình ấn nhẹ như vậy, thì mình thấy cái phần rau câu của mình nó, nó cũng vừa đặt cái lớp trên mặt luôn đó cả nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cho phần rau câu nước cốt dừa lên trên mặt của cái phần rau câu mà hoa đậu biếc này nha mình cũng sẽ chia đều phần rau câu này vào trong 12 cái ly này luôn Đây là phần rau câu của mình, mình đã đổ xong rồi nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ đợi cho rau câu của mình đông lại nha. Sau 1 giờ đồng hồ, thì phần rau câu của mình lúc này đã đông cứng lại rồi cả nhà mình sẽ dùng một con dao nhựa nè để mình xây một vòng để mình lấy rau câu ra nha rất là đơn giản luôn đó cả nhà rau câu màu xanh hoa đậu biếc và có những vân cơm dừa rất là đẹp mắt luôn cả nhà ha mình cho rau câu của mình ra dĩa nha rau câu có màu xanh của hoa đậu biếc có những cái vân trắng của cơm dừa và cái phần rau câu nước cốt dừa ở trên trắng tinh nhìn thật là hấp dẫn và cũng thật là đẹp luôn cả nhà ha mình dùng một con dao nhỏ và mình sẽ cắt miếng rau câu này ra cho cả nhà xem nha không biết cả nhà có ai giống mình không mình rất là thích màu xanh của hoa đậu biếc luôn đó mời cả nhà cùng ăn một miếng rau câu với mình nha rau câu á vừa dẻo nè vừa giòn nữa đó cả nhà và khi mình ăn những cái sợi cơm dừa thì béo ngậy luôn nha câu này ăn vừa ngon mà lại vừa mát nữa đó cả nhà đến đây thì mình xin kết thúc video của mình tại đây nha cả nhà cả nhà nếu thấy video này của mình hay thì hãy cho mình một like một chia sẻ một đăng ký Kênh video của mình sẽ công chiếu vào lúc 18: 30 tối thứ tư và tối chủ nhật hàng tuần cả nhà nhớ đón xem giúp mình hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo bye